Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn bốn ván đấu rất hay của Nam Phương công tử Lại Lý Huynh đấu trên đấu trường Thiên Thiên Tường Kỳ diễn ra sáng ngày hôm nay 22 tháng 11 2022. Mời các bạn thưởng thức biên bản ván 1. Sure. 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 Sure.
吃。 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 破相。 吃。 吃鸡。 吃。 吃。 Giờ đến đây, Lý Xương của Trung Quốc đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 2. 飞象局 吃鸡。 吃鸡。 吃。 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 破相。 将军。 吃。 吃。
吃。周双，吃。Cho đến đây, Mất Tượng rất khó chống đỡ, Hứa Nam đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 3, Đàm Gia Tuyền.吃。吃。吃。吃鸡。吃。吃。吃。将军，吃，
吃。将军，再将。再将。破事，将军，吃。Chưa đến đây, Lỗ Quân kém thế, Đàm Gia Tuyền đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 4. Đăng hậu pao. Sure. Sure.
吃。 吃鸡。 吃鸡。 吃。 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 将军。 吃。 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 Chơi đến đây, xe pháo bị cột chặt, Đàm Gia Tuyền đã buông cờ nhận thua. Các bạn vừa thưởng thức 4 ván cờ rất hay của Nam Phương Công Tử Lại Ly Huynh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.